Kinh văn. Thế nào gọi là đồng phận dòng kiến? Này A Nan, cõi Diêm Phù Đề này trừ biển ra, trong đó đất bằng gồm 3.000 châu. Châu lớn ở giữa bao quát từ đông sang tây, có đến 2.300 nước lớn. Ngoài ra, các châu nhỏ nằm trong các biển, trong đó có châu gồm 200-300 nước, hoặc 10-20-30-40 cho đến 50 nước. Giảng: đoạn kinh này nói về đồng phận dòng kiến, biệt nghiệp dòng kiến, khiến cho mỗi người có một quan niệm khác nhau. Còn đồng phận dòng kiến là mọi người đều có cái nhìn hư vọng về một hiện tượng hầu như trong cùng một thời gian. Thế nên một quốc gia được dùng cho ví dụ này. Thế nào gọi là đồng phận dòng kiến? Cái gì được xem là tạo nên đồng phận dòng kiến? Này A Nan, hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ giảng giải cho ông. Cõi Diêm Phù Đề này, về phía nam của đại lục này, trừ nước biển ra, trong đó đất bằng gồm 3.000 châu. Bên ngoài biển lớn là đất bằng, chia thành 3.000 đại lục. Châu lớn ở giữa, bao quát từ đông sang tây. Ở giữa 3.000 đại lục này là một châu lớn, và từ đông, tây, nam, bắc, tính tất cả có đến 2.300 nước lớn. Ngoài ra, các châu nhỏ nằm trong các biển, trong đó có châu gồm 200-300 nước, hoặc 10-20-30-40 cho đến 50 nước. Không thể nào xác định được số lượng là bao nhiêu. Kinh văn: A Nan, lại nếu trong đó một châu nhỏ chỉ có 2 nước, mà riêng người trong một nước cùng chiêu cảm ác duyên, thì tất cả chúng sinh trong nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giới không lành. Hoặc họ thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, cho đến thấy nhiều ác tướng như dựng, thích, bội, quyết, tuệ, bột, phi lưu, phụ nhĩ, hồng nghê. Giảng: Đức Phật gọi A Nan một lần nữa. A Nan, lại nếu trong đó một châu nhỏ chỉ có 2 nước, giả sử như châu Diêm Phù Đề là một châu nhỏ, là một đại lục nhỏ, trong đó chỉ có 2 nước. Mặc dù 2 nước này đều nằm chung một châu, nhưng có chung một đường ranh giới giữa 2 nước, nên nghiệp báo mà cư dân hiện sống trên đó nhận chịu lại khác nhau. Mà riêng người trong một nước cùng chiêu cảm ác duyên, người trong một nước phải chịu chung một nghiệp báo, và họ cùng chiêu cảm ác duyên. Ác duyên chỉ cho những hiện tượng có điểm xấu cùng nhiều loại thiên tai hoạn nạn, như cuồng phong hoặc như mưa đá chẳng hạn. Gần đây ở Mỹ có một cơn lốc xoáy cuốn người lên không trung, sát hại chừng vài trăm người. Đó là một ví dụ của những hiện tượng có điềm xấu. Đó là nghĩa của ác duyên. Quý vị thấy đó, trong một nước có một số người phải chịu quả báo xấu, một số người khác lại không. Cũng vậy, người dân ở Cựu Kim Sơn, tức San Francisco, lại không chịu quả báo ác duyên của cơn lốc xoáy, và họ không bị khổ nạn ấy. Nhưng ở miền Trung Tây, nhà cửa bị cuốn bay lên không, cây cối bị bật rễ và bị thổi giăng ra xa, còn có lụt lội và hỏa hoạn. Những thiên tai như thế là rất thường thấy.
thì tất cả chúng sinh trong nước đó đều xem thấy hết thảy cảnh giới không lành. Họ thấy cái gì? Đôi khi cây cối biết nói, cây cối nghe người nói chuyện, và nó hóa thành cây. Chẳng có người nào quanh đó cả. Đó là một điểm không lành. Trong những sự kiện siêu nhiên có rất nhiều hiện tượng không lành. Hoặc họ thấy hai mặt trời. Có khi người trong cùng một nước thấy có hai mặt trời. Điềm báo có một sự biến động lớn trong nước ấy. Đó là điềm không lành. Có khi nguyên thủ quốc gia bị chết hoặc bị ám sát để chiếm đoạt quyền bính. Đó là gì? Thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị quân. Một thái dương hệ không thể nào có hai mặt trời. Đất nước không thể có hai vua. Không thể có hai mặt trời trên không trung. Nếu quý vị thấy có hai mặt trời, đó là điểm xấu. Hoặc có thể vua này giết hại vua kia. Hai mặt trăng. Bất luận đất nước đó như thế nào, thì cũng chỉ có một mặt trời và một mặt trăng. Nhưng người trong nước này thấy có hai mặt trăng xuất hiện. Đó cũng là biểu hiện của điểm không lành trong nước sẽ xảy đến trong tương lai. Cho đến thấy nhiều ác tướng như dựng, thích, bội quyết. Trăng có quần là sắp có gió. Nền đất ẩm là sắp có mưa. Khi mặt trăng có một quần sáng bao quanh, như thể nó bị chìm trong nước, tức là sắp có một trận bão. Và khi nền nhà bị ẩm ướt thì sẽ có mưa. Dựng là chỉ cho hắc khí bao chung quanh mặt trăng. Chỉ nhìn thấy là biết nó gây rắc rối cho con người rồi. Nó rất khác thường. Thích là chỉ cho hắc khí u ám bao quanh mặt trăng. Ánh trăng không chiếu qua màn đen u ám này được, nhưng nó không phải là đám mây. Bội quyết, luồng khí màu trắng xuất hiện bên cạnh mặt trăng, mặt trời, gọi là bội. Có dạng nửa hình tròn nên gọi là quyết. Trông giống như đồ trang sức của phụ nữ thường đeo ngang thắt lưng. Nói chung, mặt trăng, mặt trời vốn chẳng có gì bao quanh nó cả. Nếu có vật gì quanh nó thì đó không phải là điềm lành. Tuệ bột là sao chổi. Ánh sáng của sao chổi trải dài một khoảng rất rộng. Vào triều đại Tần Thủy Hoàng đế Trung Hoa, năm 255-206 trước công nguyên, sao chổi xuất hiện rất thường xuyên, như là kết quả. Người dân chịu nhiều nỗi khổ cùng cực và tai ương trong suốt triều đại đó. Phi lưu là sao băng, cũng phóng ra một dệt ánh sáng dài, dù không dài như sao chổi, nhưng nó xuất hiện rất nhanh. Nó giống như lửa chớp. Cái này biến mất, rồi cái khác xuất hiện, rồi cái này biến mất và cái khác xuất hiện. Sao băng phóng qua bầu trời và đôi khi rơi xuống thành mưa đá, và thiên thạch rơi từ trời xuống giống như mưa rào đổ xuống. Lịch sử Trung Quốc có ghi 7 lần hắc khí bao quanh mặt trăng. Hán Cao Tổ tại Bình Thành bị nạn hung nô dây hãm. Phụ nhĩ là ác khí khi hiện ra phía trên dần thái dương, gọi là phụ. Hiện ra phía một bên gọi là nhĩ. Hồng nghê là cầu vồng, tức là ráng trời, hiện ra sau cơn mưa. Có người cho rằng cầu vồng hiện ra vào buổi sáng được gọi là hồng, cầu vồng hiện ra vào buổi chiều được gọi là nghê. Nói chung đó là âm và dương. Nó biểu thị cho trời và đất mất thế quân bình. Tuy nhiên, nếu quý vị chuyển hóa được tâm thức mình, nếu người dân ở nước ấy
tu dưỡng thay đổi tâm tánh thì mọi sự đều có thể được tốt lành. Nhiều ác tướng có nghĩa là không chỉ một vài hiện tượng được nêu ra ở đây, mà còn rất nhiều hiện tượng lớn nhỏ khác hiện ra. Nếu quốc gia thịnh vượng thì mọi hiện tượng nhỏ nhặt đều là tốt lành. Nếu đất nước suy thoái thì mọi hiện tượng dù nhỏ nhặt đều là không lành. Nếu chỉ một người có được phước báo thì những người còn lại đều được hưởng ánh sáng lành ấy. Nếu người dân sống với sự dẫn dắt của người thiếu phước báo thì họ phải chịu nhiều đau khổ. Hãy nhìn vào người lãnh đạo quốc gia, tổng thống của một nước. Nếu ông ta có phước báo thì người dân sẽ tuân hành theo ông ta và đều hưởng được phước báo. Nếu ông ta không có phước báo thì người dân theo ông ta đều phải chịu đau khổ. Nên có thể nói rằng vị nguyên thủ quốc gia là phải chịu trách nhiệm về mọi hoàn cảnh. Kinh văn: chỉ có nước này thấy, còn chúng sinh nước khác vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe. Giảng: hai nước này cùng nằm trên một châu lục nhỏ như nhau, lẽ ra phải có cùng chung quả báo, nhưng trong một nước thì có xuất hiện các hiện tượng không lành, biểu hiện cho thiên tai và khổ nạn. Mọi người trong nước này đều thấy các hiện tượng ấy. Chỉ có nước này thấy, còn chúng sinh nước khác vốn chẳng thấy cũng chẳng nghe. Nhưng nước kia cùng nằm trên một châu lục nhỏ như nhau, nhưng dân trong nước ấy lại không thấy và không nghe những hiện tượng không lành này. Đây gọi là đồng phận dòng kiến. Nghiệp lực của chúng sinh trong cùng một nước thì giống nhau, nên họ thấy được hiện tượng không lành này. Những người dân ở nước khác không có cùng nghiệp lực nên họ không thấy những hiện tượng ấy. Ha ha ha, 问三摩地所